Liam mến chào các bạn. Ở video này, Liam khui một thùng hàng. Liam mới mua thêm một thùng hàng gồm có là kính và son môi ha. Thì cũng có khá nhiều bạn hỏi son môi và kính đeo thời trang. Thành ra là Liam lấy thêm ha các bạn. Thì các bạn thấy trên bàn Liam có cái gì mới không nè? Liam mới làm chiếc lồng đèn này các bạn. Sắp đến trung thu rồi ha. Liam làm chiếc lồng đèn để trang trí chiếc bàn thêm xinh xinh. Và Liam làm video hướng dẫn ở trên kênh Liam Channel luôn các bạn. Nếu các bạn thấy thích chiếc lồng đèn này thì các bạn có thể vào trong kênh Liam Channel để các bạn xem hướng dẫn nha. Cách làm vô cùng đơn giản luôn á, Liam không ngờ là nó đơn giản vậy luôn các bạn. Nguyên liệu chính là mình gồm có giấy nè, keo sữa và hoa lá mình hái ngoài vườn ha, và một cái chai nhựa đó, rồi mình bỏ cái đèn led vô đây ha các bạn. Rất là lung linh luôn nè, để Liam tắt điện nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là lung linh luôn, dễ thương lắm đây các bạn. Thì video hướng dẫn Liam có làm ở trên kênh Liam Channel hả các bạn? Các bạn thích thì các bạn vào trong Liam Channel các bạn xem nha. Bây giờ thì Liam sẽ review thùng hàng, mỹ phẩm và kính để Liam lấy cái miếng này Liam lót lên bàn cho nó khỏi dơ các bạn ha. Đây, một thùng hàng bé bé xinh xinh đây. Giờ Liam sẽ khui ra ha. Rồi Liam lấy cái dao rọc giấy nha các bạn. Liam sẽ khui ra và kiểm hàng luôn. Liam cũng chưa có kiểm á các bạn. Từ cái thùng hàng này đi em lấy hôm qua nè, hôm qua nhưng mà em chưa có kiểm, chưa khui. Đây chỗ này nè, hôm nay có khá nhiều loại son môi các bạn. Này, đầu tiên là cái mẫu son môi này ha. Liam có chụp hình về đưa lên trên shop rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích mua son môi thì các bạn trang điểm thì các bạn có thể lên trên shop của Liam để các bạn đặt nha. Mỗi hộp này là nó nguyên một set luôn á các bạn, một set mấy cây trong này nè. Tùy từng loại ha, có loại thì 4 cây, có loại 3 cây, có loại là 5 cây ha các bạn. Liam có chụp hình các cái màu ở trong hộp như thế nào á. Liam có chụp hình ha. Đây, đây là loại son dưỡng môi nè các bạn. Đây là dưỡng môi nha đam. Còn đây là dưỡng môi trái đào ha. Son dưỡng môi nhưng mà nó có màu kiểu như là màu nhẹ nhẹ các bạn. Đó. Em lấy một ít son dưỡng môi rồi có nhiều bạn thích có cái son dưỡng môi để trong giỏ ha. Lúc mình nhớ mình lấy ra mình dùng để chống khô môi ha. Đây son dưỡng môi nè. Nhìn nó bé bé xinh xinh nha các bạn. Rồi tiếp theo. Đây để lên. Em xếp cái thùng quen xíu nha các bạn. Đó. Em sẽ cái thùng nào Liam review phía bên này. Sáng nay Liam mới ngủ dậy luôn các bạn, cái giọng Liam nó còn hơi khàn ha. Các bạn nghe tiếng gà gáy không? Các bạn xem video của Liam là đặc biệt là các bạn sẽ nghe được tiếng gà gáy ha. Tại vì nhà Liam có nuôi một con gà trống á. Thành ra là các bạn sẽ nghe được tiếng gà. Đây. Đây là mẫu kính đeo đi mát này các bạn. Mẫu kính này đeo lên rất là sang nha. Đây có cái cọc 2 chấm cọc này, 2 chấm dọc này. Mẫu này là mẫu 2 chấm dọc ha. Cái mẫu kính này rất là ngầu các bạn. Các bạn mua các bạn để đeo chụp hình hoặc là các bạn đi nắng á, rất là tiện ha. Em mua 10 cái. 2 4 5 6 6 cái ha. Chắc là để mình coi thử. Hôm nay có mẫu kính đây nè, kính ấm cam nè các bạn. Đây, kính ấm cam ha. Kính ấm cam có 2 chấm trắng nè, 2 chấm ngang nè. Thì ở trên shop Liam á, Liam có hình của các sản phẩm rồi ha. Và Liam có để link trong phần mô tả video. Nếu các bạn nào thích món mà Liam khui hàng thì các bạn vào trong phần mô tả video ha. Liam có để link sản phẩm trong đó nha. Liam nói tiếng nhỏ hơn các bạn, để Liam ráng Liam nói to to lên xíu ha các bạn. Tại vì mới sáng sớm á, giọng nó chưa được, kiểu như là chưa khởi động. Cho nên là Liam nói hơi nhỏ, mong các bạn thông cảm nha. Rồi, cái kính này chắc đeo lên nhìn trắng da lắm nè các bạn. Đây, các bạn thấy không? Liam để lên tay thử nè. Nhìn nó thanh thanh ha các bạn. Liam cũng có nhiều mẫu kính đó các bạn. Tại vì Liam đi làm á, thành ra là thay đổi ha. Đeo kính đi buổi trưa, nhìn nó mát. Đi ra đường rất là nắng luôn mà có cái kính tự nhiên thấy cuộc đời nó mát mẻ hẳn rồi ha. Rồi, tiếp theo
Tiếp theo là cái kính gì đây ta? Cái kính gì đây mà nhìn lại lại ha? Để em nhớ cho thử. À, cái kính có cái chữ D. Hai bên đây có chữ D ha. Rồi tiếp theo em review tiếp cái mẫu con này ha. Con này là son cà rốt 4 này, để lên xem thử số lượng như ha, 5 ha. Tiếp theo là mẫu son, đây là son nâu có bé mèo nè. Đây là son cô gái ngồi trong ly nè, có cô gái ngồi trong cái lon này chứ không phải cái ly, cái lon. Cô gái ngồi trong lon là tổng mức là cái hộp này khá là lớn luôn các bạn, không biết mấy cây trong này mà lớn quá ha. Để lát mình đi ăn kiểm tra thử mấy cây son mà cái hộp rất là hoành tráng luôn các bạn. Đây tiếp theo là mẫu son này ha các bạn. Mấy cái son này nó kít lại hết rồi cho nên mình không khui ra được ha. Thì em chỉ review này ha, còn có hình chụp và có để nốt màu ở trên shop ha các bạn. Nếu các bạn thích mua son thì các bạn có thể vào trong shop các bạn xem nha, có hình chụp cũng như là có màu son ở trên đó luôn. Còn đây là em khui á, tại vì mỗi cái son là mỗi cái hộp son người ta kít lại nè các bạn, kít lại hết rồi mình không có lấy ra để mình review được ha. Những cái son này nhìn dễ thương quá ha. Mấy cái hộp son này có mấy cái hình rất là cute luôn. Rồi bây giờ Liam tin kết thúc video ở đây nha. Video khui thùng hàng của Liam đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích những món hàng Liam khui ở trong thùng thì các bạn hãy vào trong phần mô tả của video. Liam có để link sản phẩm cũng như là link shop trong phần mô tả video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye các bạn nha.